Pin.vn giới thiệu dòng pin Energizer với mã sản phẩm SR44W hay còn gọi là pin 357. Điện tích hay còn gọi là điện thế của viên pin là 1.55V, thành phần là silver oxide bạc. Quý khách lưu ý, viên pin cúc áo có 1.5V là đó là dòng pin alkaline, còn Energizer này là 1.55V silver oxide bạc. Pin dùng để thay cho các thiết bị xịn hoặc các loại đồng hồ xịn chính hãng. Và viên pin có xuất xứ tại Mỹ, ngay vị trí tay tôi đang chỉ vào ghi rõ Made in USA trên viên pin. Ở phía sau vỉ pin cũng có ghi xuất xứ. Hàng chính hãng được pin nuôi nguồn, công ty Tràng An nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Đây là bill vận chuyển từ Mỹ về cho Tràng An. Sản phẩm đóng gói vỉ 5 viên và có bán lẻ 1 viên, giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ 1 viên cũng giao tính phí. Giá giảm cho khách mua số lượng nhiều theo vỉ hoặc rất nhiều vỉ. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340, xem thêm tại website pinnuôi nguồn.vn hoặc pinnuôi nguồn.com. Xin cảm ơn.